Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trời Studio trong chuyên mục Tech Answer. Và hôm nay chúng ta có những câu hỏi gì liên quan đến những chiếc máy gì thì hãy cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Và nếu như bạn đã có bất kỳ câu hỏi liên quan đến những sản phẩm gì, hãy comment ở phía bên dưới để mình sẽ tổng hợp và chia sẻ trả lời đến cho các bạn ở những số sau nhé. Và nếu các bạn có nhu cầu mua những chiếc smartphone giá tốt đến từ nhà Samsung, Apple hay là Google thì có thể tham khảo tại Di Động Mỹ thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Sửa điện thoại hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, các bạn cần sửa điện thoại chất lượng, lấy liền với giá tốt, hãy ghé ngay Fastcare. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của bạn Ngô Tuấn Tú để lại ở video Galaxy S20, đó chính là có nên thêm 3 triệu nữa để mua S21 FE không? S21 FE được bảo hành chính hãng lên tới 12 tháng, sản phẩm mới tinh, Moen Rep. Thì cái đầu tiên chúng ta vẫn sẽ phải nhận định về cái nhu cầu của bạn là gì trước, bạn có cần sản phẩm mới hay không? Bạn có cần bảo hành chính hãng hay không? Nếu như bạn cần hai yếu tố đó thì chắc chắn là bạn nên thêm 3 triệu để mua S21 FE. Nhưng khi mà chúng ta nhìn lại ở một vài những cái trải nghiệm thì S21 FE chắc chắn nó sẽ yếu hơn đôi chút so với con Galaxy S20 phiên bản Hàn. Thứ nhất, đó là nó chỉ có chip là Exynos mà thôi. Thứ hai, đấy là màn hình của nó cũng là Dynamic AMOLED 2X, nhưng mà nó sẽ chỉ là màn hình Full HD chứ không được 2K, và cái cảm biến vân tay nhúng bên dưới màn hình sẽ chỉ là cảm biến quang học chứ không phải là cảm biến vân tay siêu âm. Thì đó sẽ là một số cái mà bạn cần xác định. Bạn cần những trải nghiệm mapping và bạn yên tâm về bảo hành của cửa hàng và những con máy cũ này với cái tình trạng 99% đẹp không chảy xước làm hài lòng bạn thì có thể lựa chọn S20. Còn nếu như bạn vẫn muốn có những cái liên quan đến việc là máy phải là máy mới tinh này, bạn quan tâm đến vấn đề là bảo hành phải chính hãng để có thể yên tâm trong quá trình sử dụng, thì khi đó chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra thêm 3 triệu để lựa chọn S21 FE. Câu hỏi số 2 là câu hỏi của bạn Rorono Azoro, tên khó đọc. Anh so sánh giúp em iPhone 12 Pro Max và iPhone 13 mới được không ạ? Em tham khảo ở một cửa hàng thì hai con này đang ngang giá nhau. Chính xác, đôi khi là con iPhone 12 Pro Max nó chênh một vài trăm so với con iPhone 13 mới. Nhưng nếu như ở hai con máy này thì lựa chọn con iPhone 12 Pro Max nó vẫn có một vài những cái ưu điểm và nó vẫn có một vài những cái điểm mà nó đáng mua hơn. Thứ nhất, về cái màn hình thì bạn sẽ nhận được một cái màn hình to hơn trên iPhone 12 Pro Max lên tới 6.7 inch. Thứ hai, bạn sẽ có một cái build xịn, kính nhám và cái khung viền bằng thép không rỉ, ngon lành luôn. Thứ ba, đó là bạn sẽ có một cụm 3 camera nhìn nó chất lượng hơn so với cụm 2 camera trên con iPhone 13 thông thường, đúng không? Và cái tiếp theo cũng sẽ là một cái quan trọng nữa, đấy là con 12 Pro Max thì nó là dòng Max. Nó là con máy cao cấp nhất ở cái thời điểm mà nó ra mắt, chứ nó không phải là một con nằm ở phân khúc tầm giá gọi là dễ tiếp cận và ở mỗi phân khúc tầm giá thấp giống như con iPhone 13. Nên khi mà bạn cầm hai con máy này ở trên tay, bạn vẫn sẽ có cảm giác nhiều hơn với con iPhone 12 Pro Max, đúng không? Nhưng ngược lại, nếu như bạn lại cần một cái chiếc máy nó phải mới, nó phải dễ dàng, gọn gàng, cầm nó trong tay và bạn cũng chỉ cần một cụm camera đủ đẹp và màn hình ngon thì lựa chọn iPhone 13 cũng được. Bởi vì là cụm camera của 13 nó được sử dụng chính cảm biến chính của con iPhone 12 Pro Max, nên độ đẹp camera của hai con máy này là như nhau. 13 có hiệu năng ngon hơn, pin sử dụng của 13 tương đương với 12 Pro Max. Thì đấy, quan trọng là bạn có cần màn hình to hay không mà thôi, và bạn có cần cái build thiết kế bên ngoài hay không mà thôi. Còn nếu như bạn không cần màn hình to, không cần build thiết kế bên ngoài, nó phải xịn thì lựa chọn iPhone 13 nhé. Câu hỏi số 3 là câu hỏi của bạn Thơm Nguyên, có lẽ là Thơm Nguyễn. Anh cho em hỏi nên mua iPhone 12 bây giờ hay đợi iPhone 13 giảm giá để mua ạ? Em cảm ơn. Nếu như mà đợi iPhone 13 giảm giá để mua thì mình nghĩ còn khá là lâu ấy. Bởi vì bây giờ nhá, iPhone 12, một chiếc máy mới cứng, nguyên hộp đến từ thị trường Nhật, chúng ta mua chỉ khoảng tầm là 13 triệu mà thôi. Trong khi đó thì con iPhone 13 mới bây giờ nó nằm ở khoảng 22 triệu. 13 cũ hàng lướt bây giờ nó nằm ở khoảng 19 triệu rưỡi cho tới 20 triệu hơn. Thì nếu như bạn đợi ít nhất là phải tầm này năm sau thì chúng ta mới có những chiếc iPhone 13 giá nó thật sự tốt. Còn nếu như đợi từ giờ cho tới lúc 14 ra mắt ấy, thì iPhone 13 cùng lắm là nó giảm thêm khoảng tầm 2-3 triệu nữa mà thôi. Nó không giảm quá là sâu đâu. Thế nên nếu như các bạn còn đang phân vân giữa hai con máy này thì mình nghĩ bạn nên mua ngay iPhone 12 ở thời điểm này. Và sau khi mà iPhone 13 nó giảm sâu vào tầm này năm sau thì bạn có thể bán 12 đi và thêm tiền mua 13. Thì lúc đó mình thấy nó vẫn ổn hơn so với việc là bạn chờ cả năm trời.
Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Cường Bùi Anh. Anh ơi, cho em hỏi làm sao để biết được điện thoại nào có chế độ tự động ngắt sạc khi đầy pin ạ? Hiện nay tất cả những chiếc smartphone của chúng ta đã có chế độ tự ngắt sạc khi mà đầy pin rồi, nên bạn chẳng cần phải đi tìm cũng như là nhận biết làm gì cả. Máy nào cũng có. Nhưng trong trường hợp bạn muốn cắm sạc, ngắt sạc mà kiểu cắm sạc vào nhưng mà nó dùng luôn điện của sạc để chơi game á, thì hình như chỉ có một con smartphone gaming của gì ta, hình như Black Shark hay sao á, là nó làm được điều đó mà thôi. Còn lại những chiếc máy khác khi mà bạn vừa cắm sạc, vừa chơi game, kể cả nó đầy 100% pin rồi, thì khi đó chiếc điện thoại của bạn vẫn trong trường hợp đó là vừa nạp vừa xả, và nó sẽ gây nguy hiểm trong quá trình của chúng ta chơi game. À, cái vụ con smartphone gaming kia mình không chắc lắm nha, tại vì mình nhớ có một con có mà mình không nhớ rõ cụ thể nó là model nào. Sorry các bạn, lâu rồi không sờ vào mấy con gaming. Câu hỏi số 5 là câu hỏi của bạn Ngọc Lộc Hồ. Mình đang phân vân giữa iPhone 12 và 12 Pro mà mình đợi cho tới khi iPhone 14 ra mắt thì mức giá của hai con máy này giảm có bao nhiêu nhỉ? Nhu cầu của mình thì dùng con máy nào cũng được, nhưng nếu đủ tài chính thì có thể mua 12 Pro. Mình comment video trước nhưng chưa được trả lời, cảm ơn bạn nhiều. Sorry bạn. Nếu như hai con máy này khi mà từ giờ cho tới thời điểm mà iPhone 14 nó ra mắt ấy, thì nó sẽ chỉ giảm kịch kim là 2 triệu cho con iPhone 12 Pro, và con 12 thông thường thì nó sẽ chỉ giảm thêm khoảng tầm 1 triệu nữa mà thôi. Bởi vì là đợt vừa rồi hai con máy này mới có một đợt giảm giá sấp mặt luôn, nên nó sẽ không còn đợt giảm giá sâu nào nữa đâu. Trừ khi bạn chờ cho tới ngày này năm sau, thì khi đó chúng ta mới có một cái đợt giảm sâu nữa của 12 và 12 Pro. Còn trong trường hợp nếu như bạn đang phân vân giữa con 12 và 12 Pro á, thì mình khuyên bạn nên lựa chọn con iPhone 12. Bởi vì là dù cho bạn có dùng con 12 Pro thì những cái trải nghiệm của hai con máy này mang lại nó vẫn tương đương là như nhau mà thôi. Trừ khi bạn nâng hẳn lên con iPhone 12 Pro Max thì khi đó bạn mới có những cái trải nghiệm nó khác bọt. Con 12 và 12 Pro mình thề với bạn là hai con máy này dùng y hệt nhau, nên bạn lựa chọn con iPhone 12 cho nó rẻ, đúng không? Ít nhất là chúng ta tiết kiệm được thêm 4 cho đến 5 triệu đồng. Cuối cùng thì không phải là một câu hỏi mà một trường hợp mà mình muốn chia sẻ ở đây. Em bị một con như trường hợp này, buồn muốn đứt ruột con iPhone 11 Pro Max. Hôm trước sử dụng bình thường, add eSIM sử dụng, đêm hôm úp iOS 14.1, sáng dậy tự nhiên hai SIM mất hết sóng, reset lại cài đặt mạng, gạt máy bay thì có sóng lại, được 10 phút thì mất sóng. Cột sóng chạy liên tục, reset dòng 2, dính active không thể active được. Ra cửa hàng thì họ báo mất email, mất vi trình gì đó. Cứ để như thế, giờ hoang mang chả biết làm sao nữa, mới mua 15 triệu. Thì trường hợp này bạn hãy hạ ngay về iOS 15.4 cho mình, tại vì con máy của bạn đang sử dụng giống y hệt trường hợp máy của vợ mình hôm nọ, cũng up lên iOS 15.4, sau đó thì cứ đang dùng tự nhiên mất sóng, phải khởi động lại thì có sóng lại, dùng một lúc sau lại mất sóng, vào kiểm tra email thì mất email, nhưng reset lại thì lại có lại, sau đó up lên iOS 15.4.1 thì không dùng được máy nữa luôn. Sau đó thì mình reset lại cũng treo active, và mình loay hoay, cuối cùng mình hạ về iOS 15.4 thì nhận email lại, và bây giờ máy đang hoạt động bình thường. Thì bạn có thể thử như thế nhá, hãy restore nó về phiên bản iOS 15.4 trước khi mang đi sửa phần cứng nhá. Nếu như bạn đang để máy ở cửa hàng thì hãy chạy ra lấy máy về và up lại phần mềm đi nhá. Mình đã có video hướng dẫn cụ thể ở đây rồi, bạn có thể xem ngay ở đây nhá. Ok, và trên đó là tất cả cái giải đáp, những cái chia sẻ của mình về số hỏi đáp Tech Answer lần này. Bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy comment để lại ở phía bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ ở những video tiếp theo Tech Answer. Còn video này mình dừng lại tại đây. Các bạn thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.